Hyundai Elantra nằm trong phân khúc xe sedan hạng C, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Corolla Altis, Mazda 3, Kia Cerato hay Honda Civic. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1990 và được lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2016. Bước sang thế hệ thứ 7, Hyundai Elantra phiên bản nâng cấp mang ngôn ngữ thiết kế mới với sự thay đổi toàn diện đến từ nội thất và ngoại thất, khả năng vận hành của động cơ và hộp số. Hyundai Elantra phiên bản mới được Hyundai thành công phân phối với tổng cộng là 4 biến thể 1.6MT, 1.6AT, 2.0AT và Sport 1.6 Turbo có mức giá niêm yết dao động từ 580 tới 769 triệu đồng. Hyundai Elantra mới có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.620mm x 1.800mm x 1.450mm, dài hơn trước 50mm, trục cơ sở và khoảng sáng gầm giữ nguyên ở mức là 2.700mm và 150mm. Trên phiên bản mới, Elantra sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên Sensual Sportness, giúp xe có một tổng thể thiết kế hoàn toàn khác biệt. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kiểu Cascading Grille. Cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED với 4 bóng projector kết hợp với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày hình mũi tên, mang tới một cái nhìn dữ dằn, mạnh mẽ hơn mà không kém phần hiện đại và đẳng cấp. Hai hốc đèn sương mù hình tam giác đối xứng đi cùng với đó là đường gân dập nổi bên trên nắp capo và hông xe, làm tăng thêm nét sắc sảo cho mẫu xe này. Ở phía thân xe, Hyundai Elantra mang đến một phong cách khá độc đáo với những đường gân dập nổi tạo nên kiểu dáng đẹp mắt. Phần nóc xe được vuốt về phía đuôi sau theo phong cách của những mẫu xe coupe. Trang bị phía dưới thân xe bao gồm tay nắm cửa mạ chrome, tích hợp nút bấm mở cửa nhanh, gương chiếu hậu chỉnh gập điện, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm dạng LED, cốp sau mở điện thông minh, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau, camera lùi. La răng của tất cả các phiên bản Hyundai Elantra đều bằng hợp kim có kích thước lần lượt là 15, 16 và 17 inch. Đuôi xe Hyundai Elantra được thay đổi khá nhiều so với phiên bản trước, nổi bật nhất chính là cụm đèn hậu LED có họa tiết kiểu tia sét khá cá tính và nổi bật. Cùng với đó, cánh gió đuôi của Elantra còn được Hyundai khéo léo tạo thành một khối thống nhất với phần cửa cốp. Nhìn chung, nhìn từ phía sau, Hyundai Elantra dễ dàng thu hút được sự chú ý của người xung quanh. Nhìn về tổng thể, nội thất của Hyundai Elantra phiên bản nâng cấp không có quá nhiều sự khác biệt về thiết kế so với phiên bản cũ. Màu sắc chủ đạo cho không gian nội thất vẫn là hai tông màu đen và vàng be. Người dùng sẽ tiếp tục sở hữu không gian nội thất với triết lý thiết kế HMI với một giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Các chi tiết được thiết kế lại bao gồm bảng vô lăng, cụm đồng hồ mới, các cửa thông gió, cụm điều khiển điều hòa nhiệt độ và khay chứa đồ. Trên phiên bản Sport, đường viền mạ bạc trang trí chạy ngang bảng điều khiển trung tâm sẽ được thay thế bằng tấm ốp nhựa giả carbon. Vô lăng của Elantra được bọc da, bên trên tích hợp các tổ hợp phím bấm khác nhau như tăng giảm âm lượng, set ga tốc độ, điều khiển ra lệnh giọng nói. Phía sau là đồng hồ tablo dạng analog bán điện tử giúp người lái thuận tiện trong quá trình theo dõi thông tin xe. Bên cạnh đó, xe đã được nâng cấp lên màn hình trung tâm giải trí AVN 5.0 thế hệ mới, nâng cấp bộ xử lý cho khả năng đáp ứng hoàn hảo hơn. Sử dụng màn hình cảm ứng chạm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, AUX, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai có lọc khí bằng ion. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm, cảm biến gạt mưa tự động, sạc không dây chuẩn quy, dàn âm thanh 6 loa, khởi động bằng nút bấm, cửa sổ trời. Hàng ghế trước có tính năng sưởi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Hàng ghế sau sở hữu không gian rộng rãi, có móc cố định ghế trẻ em Isofix, bệ tì tay trung tâm. Hyundai Elantra phiên bản Philip cung cấp cho khách hàng 3 tùy chọn động cơ. Hai phiên bản Elantra 1.6MT và AT dùng động cơ Gamma 1.6 MPI, sản sinh ra 128 mã lực, đi kèm là hộp số sàn và hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản Elantra 2.0L dùng động cơ NU 2.0 MPI, sản sinh ra 156 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 196 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng là phiên bản Elantra Sport dùng động cơ 1.6 Turbo, sản sinh ra 204 mã lực và 265 Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp DCT. Tất cả các phiên bản đều được trang bị 3 chế độ lái, đó là tiêu chuẩn, thể thao và tiết kiệm, sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước. Về phần an toàn, Elantra mới được trang bị gói Hyundai Smart Sense với các tính năng hiện đại như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường. Và để cụ thể chi tiết, mình xin được đặt những thông số đó nằm ở phía bên trên màn hình để quý vị và các bạn có thể tiện tham gia và theo dõi. Vừa rồi là video đánh giá về chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản nâng cấp 2022. Các bạn muốn tìm kiếm thông tin chi tiết về xe,
xin vui lòng bấm vào đường link website mà mình đặt ở phần phía bên dưới mô tả hoặc bình luận của video nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.